Rồi hiện tại mình đang đứng ở chỗ trạm kiểm lâm, bắt đầu vô Phú Lý nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lại mua bưởi. Bưởi nhà ta trồng. Bưởi nhà trồng hả? Ăn đi mà. Đây chúng tôi đang ăn bưởi các bạn. Giờ gọt bưởi. Ăn từ đâu năm thường hay vậy? Bạn đang phơi kìa. Vô rừng hái luôn á chị. Măng rừng á. Măng rừng thì phải vô rừng hái rồi. Thử coi ngon không? Nó chua chua thôi chứ. Măng bưởi này nó rẻ tiền thì nó phải chua thôi chứ. Bây giờ ra vào đây ngày bàn. Đâu mà. Rồi mà cũng bu bưởi hả? Mua tiêu dứt luôn đi, xin muối. Đi mới có mấy ngày mà đang hồi lùi luôn. Đi tháng đang hồi lùi. Vô miếng này đi. Được rồi. Miếng bưởi mọng nước ăn liền tại chỗ như vậy. Trời ơi. Oh shit. Ôi ôi. Khiến. Đó. Cũng may là trắng như gầy rồi. Còn không xi nhê gì. Em cứ tưởng là đi qua được chứ. Sao qua được. Hồi nữa lại kia mình rửa nó. Còn giờ mình rửa xe.